bạn mình mượn được hai cái sạc không dây của Mophie cho iPhone cũng như là cho những cái máy hỗ trợ sạc không dây tiêu chuẩn chi. Và trong đó có một cái cục đời 2017 và cái cục này nó hỗ trợ sạc nhanh tới 7.5W, tức là rất là mạnh so với lại hầu hết những cái sạc trước đây ở trên thị trường chi thường thường là yếu. Và nó có thêm một cái cục pin di động nữa của Mophie, nó có 10.000 mAh và nó cũng có hỗ trợ sạc. Dĩ nhiên là cái sạc của nó có vẻ như là không nhanh, bởi vì mình thấy trên website của nó không nói gì về cái sạc nhanh, và nó ra đời năm 2016, do đó là có lẽ là nó không hỗ trợ sạc nhanh. Về cái cục sạc không dây mà để bàn này thì chúng ta cần phải cắm điện cho nó qua một cái thiết bị cổng tròn như vậy. Nó không sử dụng cái cổng micro USB hay là USB-C bởi vì nó cần điện mạnh hơn như vậy. Các bạn có thể mua cái này để trên bàn, các bạn để lên như vậy thì cái điện thoại các bạn nó sẽ tự động sạc. Và kể cả các bạn có dán một miếng da như là mình đang dán hay là có để một cái case mỏng mỏng chút xíu thì các bạn để lên nó vẫn sạc. Cục sạc và cục pin này nó có một cái lớp chống trượt, do đó các bạn để cái điện thoại trên mặt các bạn sạc thì các bạn sẽ yên tâm hơn. Bởi vì những cái điện thoại như là iPhone mà hỗ trợ sạc không dây năm nay nó là bằng kính cũng như những điện thoại khác, do đó là nó cần một cái lớp chống trượt. Thì dĩ nhiên là cái tốc độ sạc 7.5W nó không nhanh bằng những cái tốc độ sạc nhanh của những cái điện thoại thông minh hiện nay. Tuy nhiên nó cũng đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta. Và nếu xét trên cái phương diện là cái sự tiện ích giữa sạc không dây và sạc có dây á, thì mình thấy là nó rất đáng quan tâm. Và các bạn chỉ cần để như vậy và các bạn có thể cầm ra các bạn sử dụng, các bạn không phải cắm gì hết, thì mình thấy nó rất là hay và rất là đáng quan tâm. Rồi, còn về cái cục pin này á, thì các bạn thấy là nó có một kích thước khá là lớn nếu mà so với lại những cục pin có dung lượng 10.000 mAh khác. Tuy nhiên nó có một cái hoàn thiện rất là tốt và các bạn có thể di động được, các bạn để cái máy lên là nó sẽ sạc. Và cái bất tiện của nó là gì? Các bạn đôi lúc các bạn phải bấm cái nút này bởi vì nó sẽ on trong một cái thời gian nào đó và một thời gian sau nó sẽ tắt, do đó các bạn cần phải bật lên. Nó cũng là hay, tức là khi chúng ta đi uống cà phê hay là chúng ta đi học hay là chúng ta đi làm việc gì đó, chúng ta có thể mang theo và chúng ta phải làm việc nhiều với điện thoại, chúng ta cầm lên chúng ta sử dụng. Và nếu chúng ta không sử dụng, chúng ta cứ để lên trên bàn thì nó sạc điện thoại chúng ta. Với cái iPhone 10 này thì pin nó khá là hao, tức là nếu so với lại những cái dòng iPhone Plus thì nó kém hơn khá là nhiều. Cho đó là cái việc các bạn có một cái cục pin cầm theo và các bạn không vướng dây thì nó cũng mang lại một cái trải nghiệm rất là tốt. Thì mình nghĩ rằng là cái sạc không dây nó sẽ phát triển nhiều trong năm nay. Và các bạn hiện tại, nếu các bạn có ý định mua một cục sạc không dây cho iPhone thì các bạn có thể từ từ xem lại. Bởi vì là những cái cục sạc không dây hiện đang có trên thị trường hầu hết là những cái công nghệ cũ, nó tốc độ sạc chặt chậm thôi. Còn những cái cục sạc không dây mà nó phát triển sau này á, ví dụ như cái cục này chẳng hạn, thì nó mới có cái tốc độ nhanh. Về cái hãng Mophie này, nó không nổi tiếng lắm với lại người dùng Việt Nam. Tuy nhiên nếu các bạn đi vào những cái cửa hàng của Apple trên toàn thế giới thì các bạn sẽ thấy là Mophie hay là Belkin mới là những cái hãng mà có sản phẩm trưng bày và bán ở trong Apple Store. Còn những cái thương hiệu mà nổi tiếng ở Việt Nam như là Aoki, Anker, Energizer gì đó thì những cái thương hiệu đó thường không có để bán ở trong Apple Store. Do đó là mình có thể nói là cái đồ này nó xịn hơn chút xíu nếu mà theo cái tiêu chuẩn mà Apple họ đặt ra. Và dĩ nhiên mình đã qua sử dụng rất là nhiều thiết bị rồi, mình đánh giá là Belkin hay là Mophie thường thường là họ có đồ làm tốt hơn. Rồi, xin cảm ơn các bạn.